Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem là một ngày đi làm việc với cái bản tin nội bộ ở công ty mình như thế nào nhé. Đây là mọi người đang test mic và test hình ảnh âm thanh để lên hình sao cho đẹp và âm thanh tốt nhất. Đây là anh dẫn cùng mình đây. Mọi người làm với nhau cũng được mấy số rồi nên là cũng khá là quen với cách làm việc ấy. Em dễ bị đơ lắm. Anh thử nói vài câu đi. Thôi không biết nói đâu. Đoạn này mình quay là mọi người sau khi thu dọn chiến trường ấy, mọi người phải set up cũng rất là mất thời gian và mệt, nhiều đồ dụng lục. Còn đây là đoạn mình dẫn này. 6, đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, Đức Văn, Nguyễn Hà, xin chào và hẹn gặp lại. Ok ạ. Còn đây là đoạn trên sân thượng ở công ty mình đấy, đẹp không? Có một quán cà phê ở trên tầng cao nhất đấy. Khi nào mà làm việc mệt quá lên đây uống cà phê chill chill chơi. Yeah.